Nay tình hình dịch bệnh thì đất nước nó đang diễn biến phức tạp, thì cũng mong là mọi người dân này nêu cao tinh thần ý thức để chung tay cùng với nhà nước nhanh chóng là dập dịch để cho người dân có cái cuộc sống quay về cuộc sống thường ngày. Thì hôm nay thì muốn chia sẻ cho anh em về cái vấn đề của Cuba thôi, không liên quan tới trong nước. Mà như anh chị em biết rồi là mấy bữa trước là ở Cuba là cái bọn phản động của Cuba là tiến hành kêu gọi người dân xuống đường biểu tình. Về cái nguyên nhân sâu xa của trong đó thì nó liên quan tới cái vấn đề lịch sử và cái khẩu hiệu ban đầu của cái đám phản động của đất nước Cuba là lấy cái cớ là thiếu lương thực và nhà nước thiếu cái sự quan tâm đối với người dân của Cuba. Thì về cái nguyên nhân sâu xa thì tôi sẽ phân tích sau. Thì ở đây nói về cái đất nước của Cuba, người anh em Cuba, thì tôi sơ lược sơ về cái lịch sử của Cuba. Thì về cái đất nước Cuba thì nó rất là nhiều cái đảo, bao gồm rất nhiều đảo, khoảng cỡ mấy ngàn cái hòn đảo và cù lao lớn nhỏ. Và về cái lịch sử xuất hiện á thì cái khoảng cỡ thế kỷ 15 do ông Colombo phát hiện ra. Thì lúc lịch sử ghi lại của Cuba thì nó có hai cái thuyết, thì một là do ông Colombo phát hiện ra và một cái thuyết khác. Thì khi ông Colombo xuất hiện đi thám hiểm và phát hiện ra đất nước Cuba thì ở đó đã có người dân bản địa sống ở đó. Đấy, về cái tên gọi thì nước nước Cộng hòa Cuba. Về cái chính phủ Cuba thì gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đơn đảng Mác Lênin đơn nhất. Đấy. Về cái tuyên bố độc lập của Cuba là vào ngày 10 tháng 10 1868, và cái chiến tranh giành độc lập thì ngày 24 tháng 2 năm 1895, và được công nhận là vào ngày 10 tháng 12 năm 1898. Thì công nhận ở đây là ở cái chỗ là chuyển từ Tây Ban Nha sang Mỹ, thuộc quyền của Mỹ chứ không phải là đất nước Cuba hiện tại. Về cái chế độ có thêm một cái chế độ độc tài Cộng hòa là ngày 20 tháng 5 năm 1902. Đó là cái nước độc tài Cộng hòa đó thì tách tách khỏi Mỹ, đã tách khỏi Mỹ năm 1892. Và cái cuộc cách mạng Cuba do ông Fidel Castro lãnh đạo thì vào ngày 26 tháng 7 năm 1953 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1959. Về diện tích của đất nước Cuba thì có khoảng là 109.884 km². Thì nếu so sánh diện tích thì so với Việt Nam ta thì nó chỉ bằng khoảng cỡ 1/3. Em chào chị Thương. 1/3 về diện tích lãnh thổ của nước Việt Nam ta thôi. Dân số thì khoảng cỡ 11.193.470 là cái số liệu thống kê năm 2019. Còn về cái tuổi thọ trung bình của dân Cuba là 79, là xếp hạng 38 thế giới. Cái này là theo số liệu thống kê của năm 2018. Và ở đây thì tôi xin chia sẻ với anh chị em về cái đất nước Cuba là như vậy. Thì trong cái quá trình mà khi Colombo phát hiện ra Cuba thì đất nước Cuba thuộc lãnh thổ của Tây Ban Nha trong 600 xin lỗi
trong 388 năm. 388 năm là thuộc địa của Tây Ban Nha. Thì trong cái quá trình mà khai thác thuộc địa của Tây Ban Nha thì cũng có một số cái cuộc nổi dậy để chống lại, nhưng mà cái người bản địa thì rất là ít, rất là thưa thớt. Và xin thưa là dân số bây giờ thực tế của người Cuba là gồm có rất là nhiều cái thành phần chủng tộc khác nhau, đặc biệt á, là người Tây Ban Nha, người châu Âu đó, người Cuba gốc châu Âu di cư và người châu Phi. Thì nguyên bản quá trình khai thác thì Tây Ban Nha di chuyển cái lực lượng nô lệ từ châu Phi qua để phục vụ cho cái quá trình khai thác đầu tư phát triển, coi như phục vụ cho cái cuộc sống của những quý tộc Tây Ban Nha thời đó. Thì dân số của Cuba là hiện nay đại đa số là gốc châu Âu và châu Phi. Về cái ngôn ngữ chính của dân tộc Cuba là ngôn ngữ Tây Ban Nha. Thì sơ qua về cái vấn đề lịch sử của đất nước Cuba như vậy để chúng ta nắm thêm. Thì khi mà có cái cuộc cách mạng của ông Fidel Castro, lãnh đạo nhân dân Cuba đứng lên chống lại chế độ độc tài Batista, thì giành được cái độc lập. Thì riêng cái lãnh tụ Fidel Castro thì người dân Việt Nam ta thì cũng hiểu rất là rõ rồi, là một cái người bạn, người đồng chí thân thiết của Bác Hồ của chúng ta. Trong cái quá trình mà lãnh đạo cái cách mạng và cũng như là điều hành đất nước thì ông Fidel Castro trải qua 638 cuộc ám sát đó, bằng tất cả mọi cái hình thức của tất cả các cái thế lực thù địch, ví dụ như là CIA của Mỹ và các cái thế lực thù địch khác. Là trong cái cuộc đời cách mạng của ông ta là bị ám sát 638 lần, nhưng mà ông Fidel Castro vẫn sống và nhận 50 cái huân chương và các danh hiệu của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đó, là một cái vị lãnh đạo của một cái đất nước nhỏ bé thôi, nhưng mà ông nhận được cái sự công nhận của các cái nước khác trên thế giới, là ông nhận được 50 cái huân chương và các cái huy hiệu đó, của hơn 40 quốc gia trên thế giới, là hơn 40 quốc gia. Mà ở đây ở Đông Nam Á thì ngoài Việt Nam còn có cả Indonesia nữa đó, là cũng tặng huân chương cho ông Fidel Castro. Và ở đây thì nó muốn nói về cái nguyên nhân về cái cuộc cái biểu tình của Cuba các cái ngày vừa rồi á, thì do cái đặc điểm lịch sử khi mà cái chế độ độc tài Batista nắm quyền ở đất nước Cuba thì rất là nhiều người Cuba bỏ chạy sang Mỹ. Và đặc biệt là nước Cuba là rất gần với Mỹ. Đấy, rất gần với Mỹ, do đó là đi qua bên đó. Và đặc biệt tới khi mà ông Fidel Castro lên nắm quyền đó, là ông tuyên bố là những cái thành phần nào mà không có theo chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như những thành phần nào mà không chấp nhận sống với chấp trên đất nước á, là ông chấp nhận cho ra đi. Đấy, và ông chấp nhận cho ra đi. Thì những cái thành phần đó tập trung qua cái bang Florida của Mỹ á, là rất là nhiều. Thì ở đây thì so sánh á, nó cũng tương đương như là những cái thành phần mà ngụy Ba Que là của Việt Nam ta mà qua Cali sống vậy đấy. Mà chỉ khác á, là những cái người đó không phải là chế độ tay sai, mà là những người không có thích cái chế độ chủ nghĩa cộng sản thôi, chủ nghĩa xã hội thôi, thì tự động cho tàu thuyền chở qua bên Mỹ sống. Đó. Và cái lực lượng này á, mấy chục năm qua thì cũng tiến hành là chống phá, không khác gì cái đám Ba Que của Việt Nam. Đó.
thông qua cái truyền thông này kia, và chúng nó hoạt động á là còn công khai hơn cả cái Việt Tân của mấy hàng bao que nữa. Ví dụ như là nó dám thừa nhận á, là do chính phủ Mỹ tài trợ đó. Còn trên cái trang web của cái tổ chức mà gọi là yêu nước Cuba hay yêu nước mà không yêu đảng theo cái kiểu gọi của bọn bao que là như vậy, thì chúng tích cực đánh phá truyền thông và truyền bá tư tưởng cũng như là lối sống của cái giá trị Mỹ để du nhập vào Cuba. Đây thì cũng điểm sơ về những cái thông số là về cái cuộc sống của người dân Cuba. Thì về đất nước á, là chủ yếu á, là trồng mía và xuất khẩu là mía đường là hàng đầu, rồi thêm là thuốc thuốc lá, thuốc xì gà, rồi cái nữa là cà phê. Thì về cái xì gà với thuốc xì gà với cà phê thì tương đối ít, còn chủ yếu là đường. Và cái việc xuất khẩu á là phụ thuộc vào Liên bang Xô Viết ngày xưa đấy. Hồi trước là năm 90 91, trước khi Liên Xô sụp đổ là Liên Xô tạo mọi cái điều kiện nhập khẩu đường từ Cuba. Tuy dù rằng á, là đất nước Liên Xô á, cái lượng củ cải đường á, là đảm bảo được cái cung cấp trong nước, nhưng mà vẫn chấp nhận là nhập khẩu đường cho Cuba và bán dầu khí và các cái trang thiết bị cũng như là vũ khí cho Cuba với giá ưu đãi, giá rẻ. Và cái đất nước Cuba thân thiện cũng như là không có tiếc hy sinh bản thân mình, hy sinh xương máu của mình để đi giúp đỡ các cái dân tộc khác đấy. Thì chúng ta biết đến ở Việt Nam với cái câu nói của ông Fidel Castro á, là vì Việt Nam dân Cuba không tiếc cả máu của mình. Và đây không phải là lời nói suông, mặc dù đảng nhà nước chúng ta không không có tiếp nhận về cái thành ý của ông Fidel Castro, là vì chúng ta sợ là nợ máu của nhân dân Cuba thì sẽ rất là khó trả, cho nên là chúng ta không có đồng ý cho ông Fidel Castro đưa nhân quân đội của Cuba sang để giúp Việt Nam chúng ta giải phóng dân tộc. Nhưng đối với các nước châu Phi và Mỹ Latin thì cái công lao của người dân Cuba là rất là lớn đấy. Họ đưa cả quân qua giúp các nước châu Mỹ Latin á, là giành độc lập đó. Và sau khi giành được độc lập thì các cái nước châu Mỹ Latin dưới châu Phi, châu Mỹ Latin dưới sự cái thao túng của Mỹ và CIA lập ra các cái tổ chức này tổ chức nọ và quay lưng lại với người dân Cuba. Đây là một cái điều thực tế của thế giới mà cực rất là đau xót đấy. Người Cuba lúc nào ở đâu có khó khăn, ở đâu có cần sự giúp đỡ là người Cuba sẵn sàng có mặt, thậm chí là không tiếc cả hy sinh xương máu. Nhưng khi người Cuba cần thì cả thế gần như là cả thế giới quay lưng lại đấy, gần như là cả thế giới quay lưng lại với người Cuba. Thì tới năm 91 Liên Xô sụp đổ là cái nền kinh tế của Cuba cũng như là cái thể chế chính trị bị dao động nặng nề, bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế cũng như là cái hệ tư tưởng Marxist đấy. Có nhiều cái thành phần đã bỏ đất nước Cuba để ra đi vì họ dao động tư tưởng, họ không luôn luôn coi Liên Xô là một cái hình mẫu của đất nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng và đất nước Cuba cũng xây dựng một mô hình y chang như là Liên Xô đấy. Nhưng mà khi Liên Xô sụp đổ thì họ bơ vơ, họ không có cái định hướng. Tuy nhiên là dưới sự đồng lòng của toàn đảng và nhân dân Cuba thì họ dần dần vượt qua được. Và hiện nay mặc dù gặp rất là nhiều cái khó khăn
Nhưng mà qua các cái thông tin phương tiện đại chúng á, là anh chị em chúng ta thấy được á, bão Katrina ngày xưa ở Mỹ, Cuba điều hàng chục ngàn người qua đó giúp đỡ, và qua các cái đợt dịch, Cuba điều các cái lực lượng bác sĩ, y bác sĩ đi khắp thế giới. Hầu như tất cả các nước Cuba đều vươn cái cánh tay ra để giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn. Đấy. Và kể 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 cả Việt Nam chúng ta cũng vậy, là bác sĩ Cuba cũng sang tới nơi tận nơi để mà giúp đỡ. Đó là chúng ta thấy được về một cái đất nước, một cái chính quyền, một cái thể chế chính trị nó ưu việt tới như thế nào. Đấy. Chúng ta đặt câu hỏi xem khi thế giới những cái nước chả liên quan gì, thậm chí là trong cái quá trình mà đất nước Cuba khó khăn đó, họ quay lưng lại, họ không thèm làm ăn với Cuba, nhưng khi cái đất nước đó gặp khó khăn thì Cuba sẵn sàng vươn cái cánh tay ra chút giúp đỡ. Thì những cái việc làm của đất nước và nhân dân Cuba nếu mà so sánh thì tôi chỉ thấy là nó phải là nằm ở trong giáo lý của nhà Phật mới là có những cái chuyện như 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 vậy. Đấy. Mà cái quá trình cấm vận của nước Mỹ là mấy chục năm nay đối với Cuba và tới hiện nay vẫn không chịu bãi bỏ. Đấy. Thì có một số nước á, thì tiến bộ hơn như là Canada, Brazil với một số nước á, thì bỏ cái cấm vận đối với Cuba và có những cái sự giúp đỡ nhất định đối với Cuba. Đấy. Thế là bắt đầu tạo ra cho anh em chúng ta cái suy nghĩ đó, một cái đất nước như vậy họ luôn luôn hướng cái lòng tốt tới tất cả mọi người, dùng đức để báo oán đó. Đối với thế giới họ đã nhân từ như vậy, đối với thế giới họ đã yêu thương như vậy, thì những người dân ở Cuba, chính phủ của họ còn yêu thương như thế nào nữa. Đấy. Vậy mà vẫn còn tồn tại những cái thành phần chê bai, đi ngược lại cái đường lối chủ trương chính sách của nhà nước, của đất nước Cuba, đi lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc Cuba. Thì ở đây có một cái sự so sánh cũng không có khác gì cái đám Ba Que của Việt Nam chúng ta. Đó. Mà Ba Que chúng ta còn tệ hơn cái đám đó nữa, là ở chỗ là tay sai là bán nước, là tay sai của ngoại bang. Trước là một cái chính quyền bù nhìn tay sai, cầm súng giết chính đồng bào của chúng ta. Sau khi mà ông chủ á, bỏ chạy rồi thì cũng thua chạy và lưu vong, hàng ngày xối xả chửi về đất nước chúng ta. Đấy. Và cái lực lượng ở Cuba cũng vậy. Lúc đất nước khó khăn á, họ dứt áo ra đi qua Mỹ định cư. Đấy, tới khi đất nước mà phát triển vững mạnh thì họ lại tổ chức, tạo ra những cái tổ chức này tổ chức khác để mà hoạt động chống phá nhằm lật đổ cái chính quyền của nhân dân Cuba. Thì như vậy chúng ta thấy được là cái những cái sai trái cũng như những cái thành phần mà bộc lộ rõ cái bản chất của tụi nó. Tụi nó là hám quyền hám lợi. Đó. Vì cái quyền lợi của bản thân mà thôi, mới chống lại cái chính quyền của đất nước Cuba. Đó. Một cái đất nước ưu việt, một cái chính quyền thương dân chăm lo tới cuộc sống nhân dân như vậy. Về cái riêng cái chăm sóc y tế thông qua cái chỉ số của tuổi thọ trung bình thế giới á, là cực cao, nói chung chỉ thua Mỹ ở không phẩy mấy phần trăm thôi về cái tỷ lệ
tuổi thọ trung bình của nam thôi.